Châu xin chào toàn thể mọi người. Hiện tại thì Châu muốn lên cái livestream này để nói đến YouTube Lê Lương Đình Tú. Vâng, mình thì mình cũng biết bạn, nói chung là qua cái thời gian vừa rồi cũng có nhiều cái clip hay về thành, hoặc là bạn cũng là một con người có nghĩa là biết biết nói lại phải. Nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy bạn đang còn đi quá với gia đình của người ta. Trong lúc đó thực sự ra bạn không có biết được những cái gì thực thụ trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Mình nói thật, mình không thích bạn làm những cái việc đó, và mình muốn nói cho bạn biết thêm đó nữa là mẹ của Lê Trí Thành thì bà là cái người mà mình đã trực tiếp nói chuyện với bà qua bằng điện thoại, và bà không có nhận những cái đó. Còn bạn chia sẻ những cái ân tình thì Châu đây không có nói cái gì hết. Thực sự ra Châu cũng cảm thấy, nói chung bạn cũng là một người biết quan tâm những cái người xung quanh, nhưng mà mình thấy bạn cần phải dừng lại đúng cái điểm dừng của mình. Đó là mình mong như vậy. Mọi người có thể chia sẻ cái clip này để cho Tú, Lương Đình Tú, có nghĩa là một tay YouTuber hiện tại thì bây giờ, sau khi thời gian Lê Chí Thành sống động thì đã được hơn 15.000 đăng ký. Nhưng mà theo Châu ở đây thì những người theo dõi Châu và những người theo dõi Lê Chí Thành thì hoàn toàn biết những cái gì đang còn xảy ra. Còn Tú thì mình nói thật, mình với Tú cũng chưa gặp nhau, chưa tâm sự lần nào, nhưng mà Tú lên nói những cái quan điểm của Tú, đó cũng là một cái vui và một cái buồn. Nhưng Tú đừng đi quá xa, mình nhắc nhở bạn như vậy. Còn mình thì bây giờ mình không muốn nói nhiều, thời gian này mình không muốn nói nhiều ha. Mọi người có thể ở đây chia sẻ để cho Lương Đình Tú biết được rằng đã có người, đó có người là tức có người là Châu đó, Châu đã lên tiếng. Bạn cần phải nhìn lại mình một chút xíu và đừng đi quá xa ở trong cái vấn đề gia đình riêng tư của người ta. Cái khổ cái khó như thế nào, thực sự ra bạn không biết đâu. Mình nói vậy, mình xem clip mình biết rồi nha. Với cái chuyện mà luật sư hay không luật sư như thế nào bạn cũng không biết đâu. Mình nói vậy để cho bạn nắm căn bản, và mọi người ở đây là biết được căn bản như thế nào. Và tiếp đến đó nữa là Châu cũng muốn nói thêm một tí nữa. Bạn có thể chia sẻ những cái ân tình, những cái tình cảm của bạn dành cho Lê Chí Thành, hoặc là kể cả mình, hoặc là kể cả gia đình mình, hoặc là gia đình Lê Chí Thành. Đó là chuyện của bạn, nhưng bạn đừng đi quá xa. Châu xin nhắc lại, Lê Đình Tú, Lương Đình Tú, YouTuber, kênh của bạn hơn 15.000 rồi thì bạn cần phải xem xét lại nha. Ở đây không phải là khó quá bỏ qua, Thành ơi, cái này là không có thể bỏ qua được, tại vì nó đang còn liên quan trong cái góc độ nhạy cảm đó. Còn cái chuyện tiền bạc hoặc là cái cuộc sống của bà, là tức là mẹ của Lê Chí Thành á, hiện tại như thế nào và như sao, thì thực sự ra Tú không biết gì đâu ha. Mình chỉ nói vậy là để cho bạn biết. Tí nữa mình nhờ mọi người chia sẻ, và ai lấy được cái clip này thì cứ up lên YouTube và nói rằng là Châu đã lên tiếng, là Lương Đình Tú, YouTuber Lương Đình Tú cần phải xem xét lại.
và cần phải dừng ngay cái việc này, không nên đi quá xa. Cái sự quan tâm của bạn mình hiểu, và cái sự ấy của bạn như thế nào mình hiểu, nhưng mà ở đây đừng có xáo động. Còn mẹ Lê Chí Thành không có chết đói đâu nhá, mình nói vậy để cho bạn biết. Hỏi như thế nào, mình đang còn sống thì mẹ của Lê Chí Thành không có đói, đó là mình nói đơn giản vậy thôi. Còn bạn làm như vậy thì mình không thích lắm. Chào Phan Tư, mọi người có thể là cứ chia sẻ lên để cho biết là Tú trong cái thời điểm này là Tú nói về Lê Chí Thành cũng khá nhiều, và mình cũng cảm thấy cái điều đó là cũng là cái một cái điều ok. Nhưng mà Tú đừng đi quá xa về cái vấn đề riêng tư của gia đình người ta. Tại vì Châu nói thẳng, Tú đừng có buồn, Tú chả biết chuột gì hết ha. Cái người biết người ta đang còn im lặng, và Tú vô tình, Tú cần phải nhìn lại mình, đừng có làm vậy ảnh hưởng đến gia đình người ta đó. Tú đừng có nói là lên 1 triệu của đầu đỏ rồi là đưa cho bà, xin lỗi câu luôn. Bạn cần phải nhìn nhận cụ thể gia đình của Lê Chí Thành khó như thế nào thì mọi người đều biết. Bạn đừng có lên chém gió kiểu đó, tôi không thích. Và khi bạn đã biết rồi tôi không thích thì tôi cũng chẳng muốn nói nữa nha. Mọi người có thể là cứ chia sẻ lên để cho cộng đồng biết rằng là Lương Đình Tú làm sao xem được cái clip này. Tú cần phải nhìn nhận lại một tí. Em ơi, tắt cho mấy tí nữa anh nói chuyện với mấy người xong rồi ấy. Mọi người có thể chia sẻ để cho biết, đừng có nên chém gió lung tung trong thời điểm này là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là đừng lấy sai quan điểm, tại vì các bạn cần phải biết thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, và lòng thương của con người thì các bạn biết rồi, ai cũng có thể là nói ra được hết, nhưng nói ra phải đúng thời điểm. Còn bản thân mình thì mình nói đơn giản nhất là cái gì, mình ăn mì tôm mình vẫn chia sẻ được cho thiên hạ hội nhá, huống hồ chi là một cái chuyện mà bạn nói lên đó, bạn làm cảm động quá. Bạn làm cảm động quá và làm người khác bị hoang mang. Thậm chí bây giờ Châu nói này, đến thời điểm này luôn là rất nhiều người gọi điện đến cho Châu là gửi tiền cho mẹ của Lê Chí Thành, nhưng Châu đang từ chối. Tại vì như thế nào mọi người biết rồi, Châu đã có một cái clip lên và đã có giọng nói của mẹ Lê Chí Thành ở trong đó. Hiện tại là chưa nhận hỗ trợ từ mọi người. Châu nói rõ ràng nha, mẹ của Lê Chí Thành hiện tại chưa nhận hỗ trợ của mọi người. Cho nên điều mà các bạn ở đây thì giờ các bạn lên các bạn chém gió kiểu đó là mình cảm thấy không hài lòng. Mình hỏi Tú nè, Tú ở đâu và Tú đang làm gì? Tú đã gặp Lê Chí Thành bao giờ chưa? Tú đã ngồi với mẹ Lê Chí Thành bao giờ chưa? Và Tú đã chia sẻ với mẹ Lê Chí Thành cái gì chưa? Cho nên mình mong Tú là làm một tay YouTuber. Tất nhiên YouTuber thì Châu cũng là một tay YouTuber thì phải đúng thời điểm. Nhưng đừng quá. Chào Pha Tư nha. Châu chào tất cả mọi người ở đây và mong mọi người chia sẻ. Tại vì hiện tại thì mọi người cũng biết rồi, Châu không có sử dụng cái kênh của mình được.
Mà lâu đến giờ thì Châu cũng không có nói chuyện trò chuyện ở trên đó được, và Châu chỉ có livestream ở trên cái kênh cái trang cá nhân Facebook của mình thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết điều gì đang còn xảy ra đó. Mình cũng chưa biết điều gì xảy ra, cho nên là mong mọi người cứ yên tâm, cứ từ từ. Còn Tú thì ở đây là lời nói đầu và cũng là lời nói cuối, mình nhấn mạnh cái chỗ đó thôi. Tú đừng có lên nói như vậy nha, Tú đừng có lên nói như vậy, vừa vừa phải phải thôi. Một tay YouTuber thì lâu đến giờ thì Châu cũng thấy là Tú nói về Châu cũng có, và Tú nói về Lê Dĩ Thành cũng có, nhưng mà đừng quá lòng thương con người bây giờ rất là nhiều nha. Và đừng có quá là được rồi đó. Mình chỉ mong vậy thôi, đừng có xáo trộn cái gì hết ở đây, đừng có xáo trộn. Còn mẹ Lê Chí Thành, khi nào Châu nói thẳng luôn, khi nào mẹ Lê Chí Thành cần tiền, đích thân mình là người kêu gọi. Ok mọi người nè, mình dám nói câu nói đó, khi nào mẹ Lê Chí Thành cảm thấy cần tiền, đích thân mình kêu gọi. Tại sao mình nói câu nói đó được? Mình chịu trách nhiệm lời nói đó trước pháp luật đó. Mình chịu trách nhiệm những cái lời nói của mình là trước pháp luật, chứ không phải là ngồi chém gió để làm gì. Mình không có cần nói, cho nên mình rất mong Tú, rất mong mọi người ở đây này chia sẻ làm sao để cho Lương Đình Tú, cái kênh YouTube Lương Đình Tú là xem được cái clip này và để nhìn nhận lại. Hỏi tại sao Tú Châu không có coi cái kênh của Tú được, nhưng mà tại sao Châu biết? Tại vì có nhiều người gọi và có nhiều người đang còn nói đến cái vấn đề này, người ta đang còn quan tâm. Và Tú nói lên ở đây chắc chắn những cái người mà người ta biết được như thế nào thì người ta sẽ không bao giờ người ta tin Tú. Nhưng mà Tú làm vậy vô tình bị khuấy động ở trên cộng đồng. Đầu đỏ sao rồi anh? Ừ, đầu đỏ ok rồi, không có vấn đề gì ha. Ở đây nói chung là như này, đầu đỏ Châu mới gặp trên điện thoại, mẹ Lê Chí Thành Châu mới gặp trên điện thoại ha. Và tất cả anh em Châu mới gặp trên điện thoại, chứ Châu chưa gặp ở ngoài đời. Nói vậy để hiểu. Tất nhiên cái này Châu lên đây thì bây giờ cũng nhiều người sẽ biết đó. Cái điều này ai cũng đang còn quan tâm như thế nào, còn luật sư hay như thế nào. Xin lỗi bạn câu luôn Tú nè, bọn mình có trước lâu rồi ha. Đó cho bạn, giờ bạn đừng có ngồi bạn nói kiểu đó làm xáo động người khác, và đặc biệt vô tình là đẩy áp lực cho người khác và áp lực cho mẹ bà già của Thành bây giờ là không có được. Nhiều người gọi điện đến rồi hoặc là như thế nào, bạn cứ vào trong cái kênh của mình á, có phải có một cái clip mình nói về mẹ của Lê Chí Thành từ chối nhận hỗ trợ từ mọi người đó, cần phải xem những cái đó. Và ở đây thì lẽ ra là Châu không có lên livestream, thật sự ra là lẽ ra Châu không có lên livestream, nhưng mà vô tình này. Đấy, cái này là vô tình này. Bắt Châu phải lòi cái mặt ra nè, đó là một cái điều rất là đáng trách. Còn Châu thì không biết gì hết, giờ đầu của Châu mất bộ nhớ rồi đó. Châu không còn nhớ gì hết, tại vì vì các bạn thương mẹ Thành quá, rồi vì một số người
ghét mẹ thành quả, làm Châu không có nhớ được cái gì luôn. Thôi như vậy thì Châu cũng chỉ nói ngắn đến đây thôi, và Châu xin chúc toàn thể mọi người có thật nhiều sức khỏe. Và khi đã coi được cái luồng like này rồi thì Châu cũng cầu mong mọi người cho một cái chia sẻ làm sao để cái clip này tới được tay YouTuber Lương Đình Tú nghe được. Các bạn cứ copy cái đường link lên ở trên cái kênh của bạn đó, mới cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi các bạn dán, thì chắc chắn bạn đó sẽ vào xem cái luồng like của mình. Mình nói rất chân thành. Ôi dạ, mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Rồi úp vô tư, úp lên cái này đi. Rồi chào mọi người nhé.